Cuộc sống nông thôn xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay có một người bạn tên là Hân. Vì cũng xem được một số video của mình nên là cũng rất là ham cái cây dừa bonsai. Thì hôm nay sáng nay bạn ấy có mang cho tôi một quả dừa như này các bạn. Rất là đẹp. Nhưng vì cái điều kiện bận quá mình không quay video giới thiệu bạn Hân được. Có nhờ mình tạo làm cho bạn ấy một quả dừa bonsai. Thì giờ này mới rảnh nên là mình mới bắt đầu lột vỏ này các bạn, để làm cho bạn ấy một cây dừa bonsai đẹp nha các bạn. Thì theo mình thấy thì cây dừa này cũng rất là đẹp, nó mới lên được có mấy cành thôi, mới lên được có khoảng độ cũng hơn 20 phân thôi, rất là đẹp. Thì bây giờ bắt đầu mình lột vỏ nha các bạn. Hơi khó lột thì các bạn. Rất là dài. Vậy mình phải làm rất là cẩn thận. Sợ nó dễ. Vậy là đã xong rồi các bạn ơi. Mình đã lột xong rồi các bạn. Bây giờ bắt đầu là mình sẽ cạo cái này. Cạo bớt đi xong rồi mới đánh giấy nhám được các bạn. Nó dày quá mình đánh mình chà nhám. Khó chà hết. Cạo bớt các bạn này. Mà lúc đầu nó mới bắt đầu rú lên mình làm thì nó chất lượng hơn. Bây giờ cao như này mình làm cũng hơi khó khăn một xíu, nhưng mà không sao. Kén là đam mê là mình chơi thôi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong rồi nha các bạn. Cái gáo thì mình cũng mới đánh sơ sơ thôi, vì không có chưa có giấy ráp mình mới cạo sơ sơ thôi.
Thế ít hôm nữa nó cây này nó sống rồi bắt đầu mình mới bắt đầu đi vào làm cẩn thận hơn nha các bạn. Bây giờ là mình đã chuẩn bị cho nó một cái thế này là tất cả là cái phải đến thế này các bạn. Ok đó các bạn. Cái này nó lên không nhỏ quá. Chuẩn bị một cái bình nước và bắt đầu mình đưa vào nước. Bây giờ mình bắt đầu xẻ cái này ra các bạn. Bây giờ là bắt đầu mình chỉnh sửa cây này nha các bạn. Mình cắt nha các bạn. Đây. Để lại gần này cho các bạn nhìn thấy rõ này. Bắt đầu là mình cắt từ lớp ngoài. Vệ sinh từ lớp ngoài các bạn. Bạn là dùng lưỡi lam cắt rất là nhẹ nhàng. Mình cứ đi lớp ngoài thôi. Cây này cũng để ngoài vườn lâu rồi nhưng kia dáng nó lên không được đẹp, mình phải chỉnh được từ.
sống. Còn cây này thì trước mắt là rất là ok rồi các bạn, vì nó lên từ nhỏ nên là mình nuôi từ lúc bắt đầu lên mầm nên là rất là ok rồi. Chỉ ít hôm nữa thôi là mình cũng sẽ tách chính cái cây này, vệ sinh cho nó để cho nó bung ra, mắt là nó cũng đã bung lên như này rất là đẹp. Video của cuộc sống nông thôn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm xem video, và để ủng hộ kênh cuộc sống nông thôn thì các bạn hãy đăng ký, like, chia sẻ và comment xuống dưới để chúng ta cùng giao lưu và học hỏi nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video tiếp theo. Xin hẹn gặp lại.